Hi, my students. Welcome to my English class. How are you? I hope you're well. Are you ready to learn? Now, let's start our lesson today. Cô xin chào tất cả các em. Các em có khỏe không? Cô hy vọng tất cả các em đều khỏe. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu vào bài học ngày hôm nay nhé. Our lesson today is Unit 14, Making Plans, Part A, Vacation Destinations. Bài học của chúng ta ngày hôm nay là bài số 14, phần A. First of all, I want you to learn some new words in this lesson. Trước tiên, cô muốn các em học một số từ mới có trong bài. Tựa đề của bài này là Making Plans. Vậy, Make Plans có nghĩa là lập kế hoạch. Vacation có nghĩa là kỳ nghỉ. Từ đồng nghĩa với vacation là holiday. Vacation destination, điểm nghỉ mát. The citadel, thành nội. Uncle, chú, bác trai. Aunt, cô, dì, bác gái. Beach, bãi biển. To stay with, ở với ai. To stay for, ở trong bao lâu. To visit somebody or something, thăm hỏi ai hoặc tham quan nơi nào đó. Các em cùng đọc lại với cô nhé. Make plans. Vacation. Vacation destination. The citadel. Uncle, aunt, beach, to stay with, to stay for, to visit somebody or something. Let's move to the grammar point in the lesson. Near future, be going to. Tiếp theo, chúng ta qua điểm ngữ pháp của bài, đó là thì tương lai gần, be going to. Now, look at the sentences. Bear, what are you going to do? Lan, I am going to visit the citadel. Vậy, thay vì you, cô dùng đại từ she. Vậy, động từ to be ở đây sẽ là is. What is she going to do? Lan, she is going to visit the citadel. Trong các bài trước, các em học thì hiện tại tiếp diễn. Diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói. Ví dụ, I am teaching English. Cô đang dạy tiếng Anh. You are listening to me. Các em đang lắng nghe cô. Trong bài này, chúng ta dùng thì tương lai gần, be going to, để nói về một dự định, một kế hoạch. Câu ví dụ, I am going to stay at home this time to avoid corona. Cô dự định ở nhà trong thời gian này để tránh dịch corona. Thoạt đầu thì thấy hai thì này có vẻ giống nhau, nhưng chúng khác nhau về cách dùng và cấu trúc. Cả hai thì đều có động từ to be và phía sau là một động từ verb in. Nhưng thì tương lai gần phải bắt buộc có cụm từ be going to theo sau là một động từ nguyên mẫu. Vậy, chúng ta rút ra cấu trúc của thì tương lai gần. Dạng câu hỏi
Bắt đầu bằng từ để hỏi WH question hoặc how. Sau đó là động từ be, am, is, are tùy thuộc vào chủ ngữ phía sau. Tiếp theo là going to cộng động từ nguyên mẫu. Câu trả lời: chủ từ subject cộng động từ be, am, is, are. Tiếp theo going to và sau nữa là động từ nguyên mẫu. Chú ý, be going to dùng với how long, hỏi về khoảng thời gian trong bao lâu. Ví dụ, chơi trong bao lâu, học trong bao lâu, ở trong bao lâu. Vậy, tương tự như những từ để hỏi khác, ta có how long, phía sau là động từ be, am, is, are, cộng với chủ ngữ, cộng going to, và sau nó là một động từ nguyên mẫu. Câu trả lời: đối với câu trả lời how long, các em chú ý phải dùng giới từ for, sau nó là một khoảng thời gian, a period of time. For example, 2 days, a week, a month, a year, etc. Example: how long are you going to stay in Vũng Tàu? For a week. Or I'm going to stay in Vũng Tàu for a week. Now, look at the words given. Make questions and answer with be going to. Bây giờ các em hãy nhìn những cái từ gợi ý sau đây. Hãy đặt câu hỏi và trả lời dùng be going to. So, what is the first question? What are they going to do? The answer: they are going to play soccer. The next question: how long are they going to play? The answer: they are going to play for 90 minutes. Các em sẽ gặp rất nhiều câu hỏi và câu trả lời be going to trong bài. Now, let's continue. Okay, now look at number 1 on page 140. Listen and repeat. Listen to the conversation between Ba and Lan about their plans for this summer vacation. Các em nhìn vào bài số 1 trang 140. Chúng ta sẽ nghe bài đối thoại giữa Ba và Lan nói về kế hoạch dự định cho kỳ nghỉ hè này. Vacation destination. 1. Listen and repeat, then practice the dialogue with the partner. What are you going to do this summer vacation? I'm going to visit Hue. Where are you going to stay? I'm going to stay with my aunt and uncle. How long are you going to stay? For a week. What are you going to do in Hue? I'm going to visit the Citadel. Ba hỏi Lan, what are you going to do this summer vacation? Bạn làm gì vào kỳ nghỉ hè này? Lan, I'm going to visit Huế. Tôi dự định đi thăm Huế.
Where are you going to stay? Bạn dự định ở đâu? I'm going to stay with my aunt and uncle. Tôi dự định ở với chú gì? How long are you going to stay? Bạn dự định ở trong bao lâu? For a week. Trong một tuần. What are you going to do in Huế? Bạn dự định làm gì ở Huế? I'm going to visit the citadel. Tôi dự định đến thăm thành nội. Okay, now let's answer the questions on page 141. Bây giờ các em dựa vào bài đối thoại ở trên để trả lời câu hỏi ở bài số 2, trang 141. Question A. What is Lan going to do? B. Where is she going to stay? C. How long is she going to stay? And D. What is she going to do? So, what is the answer? A. She is going to visit Huế. B. She is going to stay with her aunt and uncle, or her uncle and aunt. C. She is going to stay for a week. And D. She is going to visit the citadel. Let's move to number 3, page 141. Prepare a dialogue with a partner. Write it in your exercise book. Bây giờ các em hãy viết một bài đối thoại hoàn chỉnh vào trong vở dựa vào các thông tin cho sẵn nhé. A. What are you going to do this summer vacation? So, what is missing? I am going to visit Hạ Long Bay. Where are you going to stay? I am going to stay in a hotel. How long are you going to stay? I am going to stay for 2 weeks. What are you going to do? I am going to visit the beach and swim. Các em có thể luyện tập thêm bằng cách thay đổi, thay thế thông tin cho phù hợp. Cô ví dụ, bức tranh A. Visit Nha Trang. Thăm Nha Trang. Vậy, khi chúng ta đến Nha Trang, chúng ta có thể ở đâu? Chúng ta có thể làm gì? Các em hãy cùng cô điền vào bài đối thoại sau đây nhé. Okay, so what is missing from the blank? The first question: What are you going to do? I am going to visit Nha Trang. Where are you going to stay? I'm going to stay in a hotel or in a friend's house or with my family or with my relative. How long are you going to stay? For 3 days or for a week? What are you going to do? I am going to go swimming, to enjoy seafood, or to go to the beach. Đây chỉ là một bài đối thoại mẫu. Các em có thể lập nhiều kế hoạch khác nhau cho kỳ nghỉ hè, như đi du lịch nước ngoài, tham gia một khóa học tiếng Anh, một câu lạc bộ năng khiếu, thể dục thể thao
hoặc học thêm một kỹ năng nào đó để hoàn thiện bản thân. Cô hy vọng tất cả các em có thể làm bài tập này một cách dễ dàng. Khi kết thúc bài học, cô muốn các em làm bài tập sau đây. Choose the best answer to fill in the blank. Các em hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống. Number 1. I am going to Huế this summer vacation. Sau be going to, ta phải dùng một động từ nguyên mẫu. Vậy ở đây, đáp án sẽ là A. Visit. I am going to visit Huế this summer vacation. 2. Ba and Lan going to do their homework tonight. Ba và Lan, chủ từ ngôi thứ ba số nhiều. Do đó, ta chọn đáp án C. Ba and Lan are going to do their homework tonight. Number 3. Long are you going to stay there? Vậy ở đây chỉ có D là phù hợp nhất. How long are you going to stay there? Number 4. Long is going to stay with his uncle 3 weeks. Động từ stay with có nghĩa là ở với ai. 3 weeks là 3 tuần. Vậy chúng ta sẽ dùng giới từ for đứng trước khoảng thời gian. Đáp án sẽ là D. For. Long is going to stay with his uncle for 3 weeks. Number 5. What you going to tonight? Câu này quá dễ phải không các em? Đáp án của chúng ta là B. What are you going to do tonight? Các em chú ý, tonight thường hay sử dụng với thì tương lai gần, be going to. Cô hy vọng qua bài tập nhỏ này, các em sẽ nhớ được những gì chúng ta học ngày hôm nay. Wait, and the last thing I want you to do. Homework. Learn by heart the new words. Practice asking and answering about plans for this summer using be going to with WH question and how long. Phần bài tập về nhà, các em sẽ học thuộc những từ mới, luyện hỏi và trả lời về kế hoạch cho kỳ nghỉ hè này dùng be going to với từ để hỏi bắt đầu bằng WH và how long. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Cô chúc các em thật nhiều sức khỏe và học thật tốt. Thank you. Goodbye and see you in the next lesson.